Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh điện tử Audio Hành Nguyễn. Quay lại với clip ngày hôm nay, Hành Nguyễn trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn về một mẫu súp sử dụng bằng điện mát 40. Thì đây là một dòng súp mặt rất phù hợp cho tất cả bác ghép với những bộ nghe nhạc và hát karaoke, với những chiếc đẩy hai kênh, hoặc là các bác đang sử dụng những chiếc âm ly. Do vậy mà các bác mà có nhu cầu về tiếng bass sâu, tiếng bass đậm, tiếng bass dày, tiếng bass ấm thì bác nghĩ ngay là những quả súp điện. Súp điện là một dòng súp nhà xuất đã thì hợp sẵn bát loa này, mạch công suất và mạch cắt cốt server. Các bác mà mua về chỉ cần cắm điện, cấp tín hiệu từ thiết bị phát nhạc hoặc sau vang hoặc là ở sau idol là có thể chơi được luôn. Thì ngày hôm nay em nhập về được tổng số là 5 quả súp điện CAF và có biểu tượng là con cá heo và đạt chất lượng 5 sao. Thì thương hiệu CAF là một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ thương hiệu USA và nó có mặt tại thị trường Việt Nam khoảng 18 năm nay. Do vậy về chất lượng cũng như là chất âm, độ bền của dòng CAF này đã được khẳng định một cách chắc chắn trong nền âm nhạc của Việt Nam. Thì ngày nay em về được 5 quả, thì bây giờ em xin giới thiệu một cách tổng quát và chi tiết để các bác có thể nắm được và có nhu cầu. Thì trước khi giới thiệu tổng quát thì em xin được báo giá luôn. Đây là dòng súp bãi và khẳng định bao zin, bao xịn, bao đẹp cho bác và bao hay, với giá là 6 triệu đồng. 6 triệu đồng bao gồm cả phí vận chuyển và tặng các bác một dây AV dài 5m để các bác về kết nối với các thiết bị phát nhạc. Bây giờ em sẽ quay lại vấn đề chính. Thì đây chính là tổng thể của quả súp CAF. Thì chiếc súp CAF này tuy rằng nó sử dụng một bát 40 nhưng nó có kích thước rất là nhỏ gọn, hợp lý, cho phép bác kê kích trong cái không gian phòng khách rất là gọn gàng, gần như là một cái hình lập phương bác nhé. Ở phía trước là một e căng bằng sắt để bảo vệ loa, phía dưới là một biểu tượng CAF và lệch trên bên tay là một biểu tượng con cá heo CAF. Và dòng này là đạt chất lượng 5 sao mọi nhé. Nó có địa chỉ rõ ràng của CAF website này. Đấy, các bác có thể truy cập vào trang web. Ở phía trên hỗ trợ là một cái giá cắm, tức là bác có thể cắm một cái giá vào đây và trồng nó phun lên, trông rất là đẹp và xinh xắn. Thì cái dòng này là thùng gỗ ép không gấm nước, rất dày và chắc này. Đây, cái thùng của bạn bãi ấy, nó chắc thế này. Đấy, đánh không mà oang. Sơn sần bóng không gấm nước. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ em xin giới thiệu về cái kích thước để các bác có thể nắm được cái độ sâu của nó ấy, tức là từ ngoài vào trong này là 46, rộng bề mặt này là 44 và cao là 46, cao 46 nhé. Đây là một cái kích thước rất lý tưởng cho các bác để kê trong phòng khách, nó không tốn diện tích. Cái đây thông số sâu 46 này, rộng 44 và cao là 46. Và ở phía sau, bác quan sát cho em. Đây là phía sau. Phía sau là nó làm sẵn một cái hộp sắt. Thì trong hộp sắt này là chứa quạt gió này, chứa mạch công suất này và chứa một biến áp. Riêng con súp này là nó chứa một cái biến áp hình xuyến to, cái biến áp ấy to gần bằng cái cục đẩy là 400 nhé, gần bằng cục đẩy là 400. Đấy, rất là đẹp và chạy mạch class TD. Do vậy tiếng súp nó rất là hay, rất là lực, chạy bằng xò MOSFET nhé, chạy bằng xò MOSFET. Đấy, hỗ trợ hai đường vào, hai đường vào vừa bằng 6 ly và vừa bằng rắc calon. Có hai chân áp để điều chỉnh, một là cắt cốt server, hai là to nhỏ. Chạy điện áp là 220V, công tắc tắt vào nguồn và có quạt gió làm mát, rất là mát. Thì đây là cái phía sau của đó, và nhà sản xuất đã ghi sẵn cái sơ đồ khối hoạt động của súp là như nào. Hàng công ty người ta sẽ không giấu cái thông số này nhá. Đấy, và em đã tháo sẵn một cái rồi, bác phải xem cái thùng này. Đây là cái thùng đó, rất chắc chắn hầm hố, bên trong là có một cái hộp gỗ. Cái mẫu trước là không hộp gỗ nhá, mẫu này là có một cái hộp gỗ này. Đấy, cho nên nó đánh nó sẽ không bị phèo âm, rất là chắc. Sử dụng là 4 lỗ thông khí phía trước và được bịt e căng vào, hay do vậy là không bao giờ sợ chuột vào. Và tất cả những ốc này đều là ốc lục hết và có gen xoáy. Và bác nhìn cái bát này gấu không, đó là một cái bát mà có những cái xương ấy, hình chữ X, rất là hầm hố. Mà em nói rồi, những dòng loa của CF ấy thì bao giờ cái khung nó cũng rất đặc trưng, tức là hầm hố gấu, phân tần thì đẹp. Nhưng với súp thì không có bác nhá. Là cái bát sử dụng cái từ 20, từ khoảng sấp xỉ 20, gọi 19 đi,
rất dày, từ đen. Và trên từ ghi rất rõ thông tin CF. Bác hàng hàng hãng có nhìn thấy nó chất không? Nó quá chất luôn, lỗi trả Lambo. Và cái chấu mà kẹp loa này bác này, bằng inox rất là chắc chắn và đẹp. To à? Đấy, sư kép này. Và khẳng định bác là zin đẹp 100% luôn. Như loa mới luôn, hàng bãi. Mà nhìn này, cái cổ côn 76 nhện màu bã trầu và côn cái côn của nó là 76 mang giấy. Đấy, đẹp ok chưa? Mà nhìn cái khung loa. Chất của nó như nào không? Và mang giấy gân được tầm dọc 26 nhưng đánh rất hay với nhá. Đánh tiếng con này đánh lực lắm mà nó sâu, đánh không mà có đuôi. Nhìn mát đẹp chưa? Gần như bắt mới luôn. Bộ xương nó rất là gấu. Nên là gấu quá nha. Đẹp không tí vết luôn. À, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140 0203 nhé. Đấy, hàng đảm bảo bao zin, bao xịn và bao chất cho tất cả các bác luôn. Đó là khẳng định từ công ty điện Anh Nguyễn. Em xin chào bác nhé.